Chào các bạn, mình đang có mặt tại gian hàng của Samsung ở CES 2016 và đây là cái đồng hồ Samsung Galaxy Gear S2 bản Classic mà màu vàng. Thì đây là một trong hai cái màu mới mà Samsung họ vừa mới giới thiệu. Mình sẽ cho các bạn xem màu vàng trước, tí nữa sẽ xem màu Platinum sau. Thì cái bản màu vàng này bạn thấy là nó được làm màu vàng ở cái viền xung quanh và cả những con ốc luôn, cho thấy Samsung họ khá là tinh tế khi để đến điều này. Thì mình thấy là cái màu vàng này á, thì nó rất là hợp với lại nữ đeo, còn nam thì đeo màu bạch kim kia sẽ ngon lành hơn. Màu bạc nè, màu vàng này là màu vàng bóng, thì bạn thấy là mấy cái nút nó cũng được sơn mạ cái màu vàng bóng lên luôn. Ở đây bởi vì ánh sáng nó hơi phức tạp một chút cho nên bạn không thấy rõ, thì mai mốt có ở Việt Nam chúng ta sẽ xem kỹ hơn, nếu có những ánh sáng chúng ta điều khiển được thì sẽ xem rõ hơn cái màu vàng này. Giờ cứ xem sơ sơ qua trước đi ha. Ở đây là cái dây da màu trắng. Đây là cái dây da mà Samsung kêu là da xịn. Đấy. Và nếu mà bạn lật mặt sau này thì như lúc nãy mình cũng có nói với mấy bạn là mấy con ốc nó cũng được đổi thành màu vàng luôn, chứ không có chỉ là có cái bộ vỏ không. Mặt dưới của da thì có màu hơi nâu một chút. Và dây này là dây 20 ly. Dây 20 ly bạn có thể thoải mái gỡ ốc ra và gắn thêm dây của bạn vào thôi, không vấn đề gì. Mặt dưới của cái đồng hồ thì nó vẫn có màu đen, giống như là cái Gear S2 Classic mà bản màu đen đã bán ra trên thị trường đó, chứ không có đổi thành màu vàng hết. Và hai cái đèn mà bạn thấy đây là hai đèn LED đo nhịp tim. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua tới cái bản màu xám đó. Thì đây là cái bản màu xám. Màu xám này nó cũng bóng lên luôn, chứ không phải là xám đục như là trên con Gear S2 bản bình thường. Mình thì mình thích xám đục hơn. Khá là đẹp. Mình trước đây đã rất là thích cái Galaxy Gear S2 Classic này rồi, bởi vì thiết kế của nó rất là đẹp. Nó cũng có mặt tròn nè. Mặc dù cái mức độ hoàn thiện chưa thật sự là rất là cao, nhưng mà như vậy thì cũng đã khá tốt. Đấy. Và bạn thấy là ở ngay cái viền của Galaxy Gear S2 Classic thì nó sẽ có những cái răng cưa. Thì cái răng cưa này là điểm là giúp chúng ta phân biệt Gear S2 Classic với lại Gear S2 bình thường. Bản Gear S2 bình thường thì không có thay dây được đâu. Bản màu bạch kim này thì bản Platinum này thì nó sẽ đi kèm với lại một cái dây da màu nâu đậm hơn so với lại cái bản nữ kia. Dây này là dây cũng là dây 20 ly luôn. Và tương tự như là ở bên bản màu hồng thì những cái con ốc ở mặt dưới của S2 Classic Platinum cũng được màu vàng kim, tức là nó đẹp màu qua luôn. Dưới này thì chúng ta có chữ là Samsung Gear S2 Classic, rồi Stainless Steel, tức là làm từ cái vỏ thép không rỉ và nó mạ màu lên. Tính năng của những cái đồng hồ này thì nó không khác gì so với cái Gear S2 Classic hiện giờ. Đó là chúng ta cũng có một cái màn hình cảm ứng, chúng ta cũng có cái vòng xoay, thì bạn có thể chọn những thứ khác nhau, bạn có app bạn cài vào hoặc là bấm tắt, thì ở đây bạn có những cái màn hình khác nhau để bạn duyệt, ví dụ như là xem qua những cái app này nọ, rồi thời tiết và theo dõi một số cái thông số sức khỏe. Rồi, xin cảm ơn.